các bạn đang nghe tác phẩm Đất nước Việt Nam qua các đời của Đào Duy Anh thực hiện bởi ban biên tập trang web việt sử.org năm 2022 Phần 10 Nước Đại Việt ở đời Trần và đời Hồ Tiếp theo 5. Phủ Thiên Trường Huyện Mỹ Lộc nhất thống thống chí Mục Nam Định chấp rằng huyện Mỹ Lộc đời Lê về trước thuộc phủ Phụng Hóa mà theo Thiên Hạ quận quốc thì năm Vĩnh Lộc thứ 5 tháng 6 nhà Minh đổi phủ Thiên Trường làm phủ Phụng Hóa, huyện Mỹ Lộc ở miền Bắc tỉnh Nam Định cũ huyện Giao Thủy, nhất thống chí mục Nam Định chấp rằng huyện Giao Thủy thuộc phủ Phụng Hóa thời thuộc Minh. Huyện Giao Thủy ngày nay ở miền Đông tỉnh Nam Định cũ, nhưng đất huyện ấy là mới bồi, đời Trần chưa thể chưa có thể có được. Huyện Giao Thủy trước kia là do phủ Xuân Trường kiêm lý, đời Trần huyện Giao Thủy hẳn là tương đương với phủ Xuân Trường đời sau, hiện nay là huyện Xuân Trường. Huyện Tây Trân nhất thống chí mục nam định chấp rằng huyện nam chân thời tục minh gọi là tây chân có lẽ tên ấy có từ thời trần mạt sách ấy chấp rằng huyện chân ninh là năm minh mệnh thứ 14, tách đất huyện nam chân mà đặt ở phía tây thị trấn nam định có huyện nam trực trước là nam chân mà ngoặc chân vì húy sau đổi làm trực đóng ngoặc ở phía đông nam có huyện trực ninh trước là chân ninh vậy huyện tây chân là tương đương với hai huyện nam trực và trực ninh ngày nay huyện thuận vi Thiên hạ quận quốc chấp rằng năm Vĩnh Lạc thứ 17 tháng 9, nhà Minh đổi phủ Phụng Hóa làm Châu Phụng Hóa, lấy hai huyện lệ thuộc là Mỹ Lộc và Thuận Vi, gồm vào bản Châu. Như thế thì huyện Thuận Vi phải ở gần huyện Mỹ Lộc. Gần huyện Mỹ Lộc có huyện Thư Trì của tỉnh Thái Bình, ở phía nam huyện Lị Thư Trì, trên tả ngạn sông Hồng, phía nam đỏ Tân Đệ, có xã Thuận Vi và thôn Thuận Vi, có thể là di tích của huyện xưa xem như trên thì phủ thiên trường xưa là tương đương với cả miền hữu ngạn hạ lưu sông hồng và một phần tả ngạn ở huyện thư trì theo tập truyền của nhân dân địa phương thì trị sở của phủ thiên trường xưa là ở cổ lễ sáu phủ lộ long hưng huyện ngự thiên nhất thống chí mục hưng yên chép rằng huyện hưng nhân đời trần gọi là huyện ngự thiên huyện hưng nhân ở miền tây bắc tỉnh thái bình huyện duyên hà Nhất thống chí Mục Hưng Yên chép rằng huyện Duyên Hà có tên từ đời Lý Trần về sau huyện Duyên Hà ở miền Tây Bắc tỉnh Thái Bình, ở phía đông huyện Hưng Nhân, huyện Đông Quan. Chú thích danh sách của sách Thiên Hạ Quận Quốc về việc đổi tên Phủ Châu Huyện không viết dẫn đến sự đổi tên huyện Đông Quang làm huyện Cổ Lan. Chúng tôi bằng vào nhất thống chí mà chấp tên huyện Đông Quan. Hết chú thích huyện Đông Quan nhất thống chí Mục Nam Định chấp rằng huyện Đông Quan thời Thục Minh gọi là huyện Cổ Lan đời Lê Hồng Đức đổi làm tên ngày nay. Huyện Đông Quan ở phía tây nam huyện Quỳnh Côi và huyện Phi Dực tỉnh Thái Bình. Có lẽ huyện Đông Quan bấy giờ còn gồm cả phần đất huyện Tiên Hưng ngày nay ở phía nam sông Tiền Thủy. Ở đấy hiện có cổ quan có lẽ là di tích của huyện Cổ Lan xưa huyện Thần Khê, Thiên Hạ Quận Quốc chấp rằng năm Vĩnh Lạc thứ 13 tháng 8, huyện Thần Khê bị gồm vào huyện Cổ Lan. Như thế thì huyện Thần Khê phải là liên tiếp với huyện Đông Quan, huyện Thần Khê đời nguyên ở giữa huyện Duyên Hà và huyện Đông Quan do Phủ Tiên Hưng Kiêm Lý, nay là huyện Tiên Hưng. 7. Lộ Khoái Châu huyện tiên lữ nhất thống chí mục hương yên chép rằng huyện tiên lữ đời đường là huyện cao lăng thuộc diên châu thời thuộc minh đổi làm tiên lữ thuộc khói châu có lẽ tên tiên lữ có từ thời trần mạt huyện tiên lữ ở miền nam tỉnh Hưng yên huyện thiên thi nhất thống chí mục hương yên chép rằng huyện này từ đời lý trần vẫn là huyện thiên thi theo đông tây tứ chí của huyện ấy chép ở sách nhất thống chí thì thấy huyện ấy tương đương với vị trí của huyện ân thi ở miền đông tỉnh Hưng yên ngày nay Huyện Đông Kết Nhất thống chí Mục Hưng Yên chép rằng Huyện Đông Yên đời Trần gọi là huyện Đông Kết Theo Đông Tây tứ Chí của huyện ấy Chép vào sách Nhất thống chí thì thấy Huyện ấy là tương đương với vị trí huyện Khói Châu ngày nay Trong huyện Khói Châu hiện có tổng Đông Kết và xã Đông Kết Hẳn là di tích của huyện xưa Huyện Phù Dung Nhất thống chí Mục Hưng Yên chép rằng Huyện Phù Cử đời Trần gọi là huyện Phù Dung Huyện Phù Cử ở miền Đông Nam tỉnh Hưng Yên huyện Vĩnh Động. Thiên Hạ quận quốc chấp rằng năm Vĩnh Lạc thứ 17 tháng 9 huyện Đông Kết bị gồm vào huyện Vĩnh Hạc mà ngoặc sửa là Động đúng không? Như thế thì Vĩnh Động phải liên tiếp với Khoái Châu ở phía Đông Nam huyện Khói Châu là huyện Kim Động, huyện Vĩnh Động đời xưa hẳn là huyện Kim Động ngày nay. Nhất thông chí chép về Khoái Châu rằng trích đời lý gọi là khoái châu đời trần gọi là khoái lộ trần nhân tôn năm chủng hưng thứ năm tức năm 1289 cho nguyễn khoái làm thang mộc ấp sau lại đổi làm khoái đạo lệ và phủ kiến xương tám phủ kiến xương gồm có huyện bổng điền thiên hạ quận quốc chấp rằng năm vĩnh lộc thứ 13 tháng 8 huyện ấy bị vào huyện kiến xương nhất thống chí mục hưng yên Tân Lương chép rằng bến Động Bổng Điền ở huyện Thư Trì, bên ấy ở ngay phía bắc huyện Lị Thư Trì, có lẽ tên bến là di tích của tên huyện xưa, nhất thống chí chép rằng phủ thành Kiến Sương từ năm Gia Long thứ bảy tức năm 1808, về trước ở huyện Thư Trì, huyện Bổng Điền được chép ở đầu tất phủ trị Kiến Sương xưa là ở đó, như vậy thì có thể chắc chắn rằng huyện Bổng Điền đại khái là tương đương với huyện Thư Trì ngày nay huyện kiến sương, huyện bổng điền bị gồm vào huyện ấy như vậy thì huyện ấy tất là tiếp giáp huyện bổng điền có lẽ huyện bổng điền và huyện kiến sương bị gồm lại với nhau ở thời thuộc minh rồi sang đời lê thì thành huyện thư trì, huyện bố Thiên Hạ quận quốc chấp rằng năm Vĩnh Lộc thứ 17 tháng 9 huyện ấy bị gồm vào huyện Kiến Sương, bên cạnh huyện Thư Trì ngày nay là huyện Vũ Tiên, có xã Kỳ Bố ở ngay thị trấn Thái Bình, ngày xưa ở đó là Bố Hải Khẩu, huyện Bố xưa hẳn là huyện Vũ Tiên ngày nay. Huyện Trân Lợi Trong tỉnh Thái Bình còn có huyện Trực Định, Đời Lê là Trân Định, hẳn đó là chuyện chân Lợi ở đời Trần huyện trực định ở đời Nguyễn do phủ kiến xương kiêm lý, ngày nay là huyện kiến xương mà ngoặc khác với huyện kiến xương đời Trần đúng không? Chín lộ Hoàng Giang, phủ kiến Hưng bao gồm huyện Ý Yên hiện có huyện hiện Ý Yên ở phía tây tỉnh Nam Định. Huyện Thiên Bản nhất thống chí Nam, Mục Nam Định chấp rằng huyện Thiên Bản là tên huyện xưa thời Thục Minh gọi là Yên Bản. Theo Đông Tây tứ chí của huyện ấy chép trong nhất thông chí thì thấy, huyện ấy là tương đương với huyện vụ Bản tỉnh Nam Định ngày nay. Huyện độc lập Thiên Hạ quận quốc chấp rằng năm Vĩnh Lộc thứ 5 tháng 6 nhà Minh đổi huyện độc lập làm huyện Bình Lập đến năm thứ 13 tháng 8 thì cho kiêm hợp với huyện Yên Bản, như thế thì huyện ấy phải là ở gần huyện Vũ Bản. Huyện Đại Loan Nhất thống chí mục Nam Định chấp rằng huyện Đại An xưa là huyện Đại Ác năm Minh đạo thứ 8 đời Lý đổi làm Đại An, thời thuộc Minh gọi là Đại Loan, có lẽ tên Đại Loan từ thời Trần Mạt, huyện Đại An năm đầu tự Đức tức năm 1847 do phủ Nghĩa Hưng kiêm lý sau là huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định cũ. Huyện Vọng Doanh Nhất thống chí mục Nam Định chấp rằng huyện Vọng Danh xưa là huyện Kim Xuyên, thời Tục Minh gọi là huyện Vọng Doanh, theo Thiên Hạ Quận Quốc thì đời Trần đã là Vọng Doanh hoặc có huyện Vọng Danh ở miền Tây tỉnh Nam Định. 10 lộ Trường Yên. Bao gồm 10 lộ Trường Yên nhất thông chí mục ninh bình chép rằng đời lý ở phủ trường yên đời trần làm lộ sau lại đổi làm trấn thời thuộc minh đổi làm châu huyện uy viễn nhất thông chí mục ninh bình chép rằng huyện gia viễn đời trần về trước là đất của hai huyện lê gia và uy viễn huyện gia viễn hiện ở phía tây bắc thị trấn ninh bình hiện nay còn có tổng lê xá ở khoảng giữa ninh bình và nho quan và tổng uy viễn ở phía bắc tổng lê xá có lẽ đó là di tích của hai huyện xưa huyện yên mô Nhất thống chí mục Ninh Bình chép rằng huyện Yên Mô là đất Mô độ xưa, từ nhà Minh đổi làm Yên Mô, có lẽ Yên Mô có từ thời Trần Mạt. Huyện Yên Mô ở miền Đông Nam tỉnh Ninh Bình, Nhất thống chí lại chép rằng huyện Kim Sơn vốn là đất Yên Mô. Huyện Yên Ninh Nhất thống chí Mục Ninh Bình chép rằng huyện Yên Khánh đời Trần về trước gọi là huyện Yên Ninh, huyện Yên Khánh ở miền Đông Nam tỉnh Ninh Bình trên hưu ngạn sông Đáy. Huyện Lê Gia xem điều huyện Uy Viễn ở trên 11. Trấn Thiên Quan Hoàng Minh Thực Lục chép rằng năm Vĩnh Lạc thứ 13 tháng 10, Trương Phụ tiến binh đến Lỗi Giang, đánh Trần Nguyệt Hồ, trích đuổi đến huyện xích thổ trấn thiên quan bắt được nguyệt hồ hết trích chú thích do an nam sử nghiên cứu một dẫn hết chú thích thiên hạ quận quốc chép rằng năm vĩnh lạc thứ 9 tháng 11, một nhà minh trích đặt châu ninh hóa lãnh hai huyện xích thổ và sa lai hết trích việt kiệu thư lại chép châu ninh hóa gồm ba huyện xích thổ sa lai và khôi cứ thế thì thấy ba huyện Xích Thổ, Sa Lai và Khôi đều là thuộc trấn thiên quan đời Trần. Nhất thống chí Mục Ninh Bình chép rằng Phủ Nho Quan vốn là thiên quan, năm tự đức thứ 15 đổi tên ngày nay. Xưa là đất man thuộc Phủ Trường Yên, cuối đời Trần đổi làm trấn thiên quan, Phủ Nho Quan đời Nguyễn ở miền Tây tỉnh Ninh Bình. Huyện Sích Thổ trong huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình hiện có tổng Xích Thổ và xã Xích Thổ, hẳn là di tích của huyện xưa. Như vậy thì huyện Xích Thổ là ở miền lưu vực sông Bôi, vào khoảng huyện Gia Viễn và huyện Lạc Thủy ngày nay. Huyện Sa Lai Trong huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình hiện có xã Đông Lai, có thể vốn là huyện Đông Lai mà sách chấp lầm thành Sa Lai, và xã ấy có thể là di tích của huyện xưa. Huyện Đông Lai có thể là ở khoảng huyện Lạc Sơn trong lưu vực sông Cái, là thượng lưu của sông Bôi huyện Khôi. Thiên hạ quận quốc chấp rằng năm Vĩnh Lộc thứ 17 tháng 9, huyện Khôi bị gồm ở Châu Ninh Hóa. Như thế tỏ rằng huyện lỵ của huyện Khôi có thể là một nơi với Châu lỵ Châu Ninh Hóa. Do đó có thể đoán rằng huyện Khôi là ở vào khoảng huyện Nho Quan ngày nay. Như thế thì Trấn Thiên Quan là gồm cả miền Tây Bắc tỉnh Ninh Bình và miền Đông Nam tỉnh Hòa Bình. 12. Phủ Tân Hưng Huyện Giáp Sơn, nhất thông chí mục hải dương chấp rằng huyện giáp sơn đời trần về trước vẫn là tên ấy lại nói rằng dốc phủ kinh môn kiêm lý hiện có huyện kinh môn ở phía đông bắc thị trấn hải dương tức là huyện giáp sơn xưa huyện thái bình nhất thông chí mục nam định chấp rằng phủ thái bình đời lý là hương thái bình đời trần là lộ an tiêm có thể đoán rằng hương thái bình đời lý trở thành huyện thái bình đời trần đời lê hồng đức Thăng làm phủ, đời Tây Sơn đổi làm Thái Ninh, đời Nguyễn trở lại tên Thái Bình, sau đổi làm Thái Ninh. Như vậy thì huyện Thái Bình đời Trần có thể là tương đương với huyện Thái Ninh, tỉnh Thái Bình ngày nay. Huyện Đa Dực nhất thống chí Mục Nam Định chép rằng huyện Phu Dực đời thuộc Minh gọi là huyện Đa Dực. Có lẽ tên Đa Dực có từ thời Trần Mạt, hiện có huyện Phu Dực ở miền Bắc tỉnh Thái Bình huyện A Côi, Thiên Hạ, quận Quốc chép rằng năm Vĩnh Lạc thứ 13 tháng 8, huyện A Côi bị gồm vào huyện Đa Dực. Như thế thì huyện A Côi phải tiếp giáp huyện Đa Dực, hẳn là huyện Quỳnh Côi ở phía tây huyện Phu Dực ngày nay, huyện Tây Quan. Thiên Hạ quận quốc chép rằng năm Vĩnh Lạc thứ 13 tháng 8, huyện ấy bị gồm vào huyện Thái Bình. Như thế thì huyện ấy phải ở vào đất huyện Thái Bình ngày nay. Chúng tôi đoán rằng huyện Tây Quan xưa, sau là huyện Thanh Quan đời Nguyễn do phủ Thái Ninh kiêm lý, cũng ở trong đất huyện Thái Ninh ngày nay như huyện Thái Bình. Châu Đông Triều gồm có huyện Đông Triều, nhất thống chí Mục Hải Dương chấp rằng huyện Đông Triều đời Trần về trước gọi là Châu Đông Triều, huyện Đông Triều ở miền Tây Bắc tỉnh Hải Dương. Huyện Cổ Phi, nhất thống chí Mục Hải Dương chấp rằng huyện Kim Thành xưa là đất Trà Hương, Phí Gia, thời Thục Minh gọi là huyện Cổ Phi. Có lẽ tên Cổ Phi có từ thời Trần Mạt, hiện có huyện Kim Thành ở miền Đông tỉnh Hải Dương. Huyện An Lão, Nhất thống chí Mục Hải Dương chắc rằng huyện An Lão vốn có tên ấy từ đời Trần về trước, huyện An Lão ở miền Tây tỉnh Kiến An. Huyện Thủy Đường Nhất thống chí Mục Hải Dương chấp rằng huyện Thủy Đường xưa là Nam Triệu Giang, tên huyện bắt đầu thấy từ đời Minh, có lẽ tên ấy có từ thời Trần Mạt. Nhất thống chí Mục Hải Dương thành trì, lại chép rằng huyện trị của huyện Thủy Đường là xã Tiền Bái, xã ấy hiện thuộc huyện Thủy Nguyên, huyện Thủy Đường xưa là tương đương với huyện Thủy Nguyên ngày nay. Như thế thì Châu Đông Triều Đại Khái là tương đương với miền Đông và miền Đông Bắc tỉnh Hải Dương, miền Tây và miền Bắc tỉnh Kiến An. Châu Hạ Hồng Nhất thống chí Mục Hải Dương chấp rằng Phủ Ninh Giang xưa là Hồng Châu, thời Trần Mạt chia làm Châu Hạ Hồng. Như vậy thì Châu Hạ Hồng là miền Nam tỉnh Hải Dương. Huyện Trường Tân, nhất thống chí mục hải dương chấp rằng huyện gia lộc xưa gọi là huyện trường tân hiện có huyện gia lộc ở phía tây nam thị trấn hải dương huyện tứ kỳ nhất thống chí mục hải dương chấp rằng huyện tứ kỳ vốn có tên huyện từ đời trần về trước huyện tứ kỳ ở miền đông nam tỉnh hải dương huyện đồng lợi Nhất thống chí Mục Hải Dương chép rằng huyện Vĩnh Lại đời Trần về trước là huyện Đồng Lợi, lại chép ở chỗ khác rằng huyện Vĩnh Lại là do phủ Ninh Giang Kiêm Lý. Ở mục phân giã, sách ấy lại chép rằng năm Minh Mệnh thứ 19, tức năm 1838, cắt năm tổng của huyện Tứ Kỳ và ba tổng của huyện Vĩnh Lại để đặt huyện Vĩnh Bảo. Cứ thế thì thấy rằng huyện Vĩnh Lại đời Nguyễn tức huyện Đồng Lợi xưa là tương đương với huyện Ninh Giang và một phần huyện Vĩnh Bảo ngày nay huyện Thanh Miện. Nhất thống chí Mục Hải Dương chấp rằng huyện Thanh Miện từ đời Trần về trước vẫn có tên ấy, huyện Thanh Miện ở biển Tây Nam tỉnh Hải Dương. 13. Lộ Hải Đông Chú Thích theo sự lệ thuộc ở thời thuộc Minh thì Châu Yên Bang là lệ và phủ Tân Hưng. Ở đây chúng tôi theo tình hình đời Trần bằng tách Yên Bang ra làm một lộ, tức lộ Hải Đông của đời Trần. Hết chú thích nhất thống chí Bục Quảng Yên chấp rằng tỉnh Quảng Yên đời Đinh Lê về trước là Trấn Triền Dương, đời Lý đổi làm Châu Vĩnh An, đời Trần là Lộ Hải Đông, thời thuộc Minh là Đất Châu, Tĩnh Yên, Lệ và Phủ Tân Yên, đời Lê gọi là Yên Bang. Nhưng thiên hạ quận quốc chấp rằng năm Vĩnh Lạc thứ năm nhà Minh đổi Châu Yên Bang làm Châu Tĩnh Yên. Theo đó thì ở đời Trần Yên Bang là tên Châu thôi, đến đời Lê thì Lộ Hải Đông mới được gọi là Lộ Trấn Yên Bang tức là miền tỉnh Quảng Ninh ngày nay. Châu Yên Bang Thiên hạ quận quốc chấp rằng năm Vĩnh Lạc thứ 5 tháng 6 đổi Châu Yên Bang làm Châu Tĩnh Yên. Huyện Yên Bang, thiên hạ quận quốc chấp rằng huyện Yên Bang đổi làm huyện Đông Yên. Năm Vĩnh Lạc thứ 6 tháng 10 bỏ huyện tức là cho Châu Yên Bang kiêm lý. Như vậy thì huyện lỵ Yên Bang có thể là ở một nơi với châu trị Yên Bang mà châu trị Yên Bang thời thuộc Minh hẳn là trị sở của lộ Hải Đông đời Trần nhất thống chí chép phủ thứ nhất của tỉnh Quảng Yên mà hoặc lộ Hải Đông xưa đó hoặc là phủ Sơn Định mà huyện đứng đầu phủ ấy là huyện Hoành Hồ chúng tôi đoán rằng huyện Yên Bang đời Trần là huyện Hoành Bồ ngày nay huyện Chi Phong Đại Nam Địa Dư Toàn Biện chấp rằng huyện Nghiêu Phong đời Lê gọi là Chi Phong thuộc Trấn Hải Đông sau đổi làm Hoa Phong năm thiệu trị thứ nhất tức năm 1841 đổi làm Châu Cát Hải nhất thông chí. Mục Quảng Yên Thành Trì chắc rằng huyện Trị Nghiêu Phong là ở xã Hòa Hy, hiện nay có xã Hòa Hy ở đầu Đông Nam Châu Cát Hải, phía Nam Lạch huyện. Vậy huyện Chi Phong xưa tức là huyện Nghiêu Phong tức Châu Cát Hải ngày sau gồm địa phận Cát Hải với đảo Cát Bà và các đảo xung quanh trong vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Huyện Yên Lập Hiện nay trong địa phận huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh có xã Yên Lập ở về phía tây bắc, phía bắc sông Hốt, có thể là di tích của huyện xưa. Tiên hạ quận quốc chép rằng năm vĩnh lạc thứ 13 tháng 8, huyện ấy bị gồm vào huyện Yên Hòa, mà Yên Hòa là huyện Yên Hưng ngày nay. Như vậy thì Yên Lập có thể là tương đương với một phần huyện Yên Hưng ở về phía tây bắc. Huyện Yên Hưng Nhất thông chí Bục Quảng Yên chép rằng huyện Yên Hưng có tên ấy từ đời Trần về trước hiện có huyện Yên Hưng ở miền Tây Nam tỉnh Quảng Yên, nhưng Châu Cát Hải sau thuộc về huyện Yên Hưng thì trước kia thuộc huyện Chi Phong. Huyện Tây Yên, nhất thống chí mục Quảng Yên chấp rằng Châu Tiên Yên từ trần về trước là huyện Tân Yên. Châu Tiên Yên ở đời Nguyễn là đửa phía Tây của tỉnh Hải Ninh Cũ. Huyện Đại Độc Thiên Hạ, quận Quốc chấp rằng năm Vĩnh Lạc thứ 9 tháng 8 hiện ấy bị gồm vào huyện Tân Yên. Nhất thống chí thì chép ở điều Tiên Yên Châu rằng ở Châu Tiên Yên hiện có xã Đại Lộc, ở phía đông nam Châu Tiên Yên có đảo Kê Bao cũng gọi là Đại Độc. Sơn Bản Đạt Lang đoán rằng huyện Đại Độc là tương đương với đảo Kê Bao huyện Vạn Ninh, nhất thống chí mục Quảng Yên chấp rằng châu Vạn Ninh phía đông đến Bạch Long Vĩ, giáp với địa giới Khâm Châu nước Thanh cách 17 dặm, phía tây đến địa giới châu Tiên Yên 79 dặm, phía nam đến biển 18 dặm, phía bắc đến châu Thượng Tư nước Thanh 3 dặm, đời Trần về trước là huyện Vạn Ninh, An Nam Chí Nguyên, quyển 1 chép rằng núi Bạch Long Vĩ ở huyện Vạn Ninh Hiện nay ở phía Tây Nam Móng Cái có địa điểm Vạn Ninh, có lẽ đó là huyện Trị Xưa. Huyện Vạn Ninh là tương đương với miền đông tỉnh Hải Ninh cũ, có thể lấn sang một phần đất tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Huyện Vân Đồn, cương mục chép rằng Vân Đồn thuộc Hải Đông, đời Lê đổi làm châu Vân Đồn, nay tổng Vân Hải của huyện Nghiêu Phong là đất ấy. Châu Vân Đồn đổi làm tổng Vân Hải thuộc huyện Nghiêu Phong là vào năm thiệu trị thứ ba, tức năm 1843 hiện nay ở phía đông vịnh bái tử long có đảo vân hải cũng gọi là đảo lợn lòi tức là tổng vân hải hải cảng vân đồn thời lý trần là ở đó đảo ấy có lẽ là trung tâm của huyện vân đồn xưa chú thích đây là theo sơn bản đạt lang an nam mậu dịch cảng vân đồn hết chú thích 14. Trấn Quảng Oai Huyện Ma Lung Nhất thống chí Mục Sơn Tây chép rằng huyện Tùng Thiện đời Trần gọi là Ma Lung tỉnh Hà Tây có huyện Tùng Thiện ở khoảng giữa sông Đáy và sông Đà. Huyện Mỹ Lương Nhất thống chí Mục Sơn Tây chép rằng huyện Mỹ Lương vốn là huyện sau sửa là châu. Quảng Oai tên huyện có từ đời Trần về trước. Theo Đông Tây Tư Chí chép trong nhất thống chí thì huyện ấy là tương đương với miền huyện Mỹ Đức tỉnh Hà Tây và huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình. Như thế thì trấn Quảng Oai là tương đương với một phần Tây Bắc tỉnh Sơn Tây Cũ, miền Tây tỉnh Hà Đông Cũ và một góc Đông Bắc tỉnh Hòa Bình. 15. Chấn Thiên Hưng Gồm có Châu Gia Hưng Bao gồm huyện Lung, Nhất Thống Chí, Mục Hưng Hóa chấp rằng huyện Thanh Sơn vốn đời lý là đất Lâm Tây, đời Trần cũng thế. Thời thuộc Minh là huyện Lung, tên Lung có lẽ có từ thời Trần Mạt, hiện tỉnh Phú Thọ có huyện Thanh Sơn ở miền Tây Nam. Huyện Mông, huyện Tứ Mang, thiên hạ quận quốc chép rằng năm Vĩnh Lạc thứ 17 tháng 9, huyện Mông bị gồm ở Châu Gia Hưng, A à Nam Chí Nguyên chép rằng trích Ngải Sơn ở huyện Mông trước mặt là sông lớn hết trích nhất thống chí mục hưng hóa chấp rằng Mộc Châu đời Trần là đạo Hà Đà Giang đời Minh là huyện Tứ Mang là đất của huyện Mông như thế thì Mộc Châu tỉnh Sơn La ngày nay là tương đương với hai huyện Mông và Tứ Mang ngày xưa có lẽ huyện Mông là ở phía dưới giáp với huyện Lung mà hoặc huyện Thanh Sơn ngày nay đó hoặc vào khoảng huyện Phú Yên ngày nay như vậy thì châu gia hưng là tương đương với miền nam tỉnh phú thọ và miền đông nam tỉnh sơn la châu quy hóa gồm huyện yên lập nhất thông chí mục hưng hóa chấp rằng huyện yên lập vốn đời lý là đất đăng châu tên huyện có từ đời lê về trước huyện yên lập ngày nay thuộc tỉnh phú thọ ở về phía tây sông hồng huyện Văn Bàn, nhất thống chí Mục Hưng Hóa chép rằng Châu Văn Bàn vốn đời Lý là đất Đặng Châu, từ đời Trần là huyện Văn Bàn, huyện Văn Bàn ở miền Trung và miền Tây Bắc tỉnh Yên Bái, về hữu ngạn sông Hồng. Huyện Văn Chấn, nhất thống chí Mục Hưng Hóa chép rằng huyện Văn Chấn vốn đời Lý là đất Đặng Châu, có tên huyện từ đời Lê về trước, huyện Văn Chấn ở miền Tây Nam tỉnh Yên Bái, trên hữu ngạn sông Hồng. Huyện Thủy Vĩ, Nhất thống chí mục hưng hóa chấp rằng Châu Thủy Vĩ vốn đời lý là đất Băng Châu, đời Trần là huyện Thủy Vĩ, huyện Thủy Vĩ ở miền Tây Bắc tỉnh Lào Cai, An Nam chí nguyên chấp rằng Trích sông Thanh Minh ở huyện Thủy Vĩ, phát nguyên từ An Nam trưởng quan ty của phủ Lâm An, dưới thông với sông Quy hóa hết chú thích. Phủ Lâm An thuộc tỉnh Vân Nam, trị sở cũ của ở huyện Kiến Thủy, thuộc đạo Mông Tự, đời Thanh. Như thế thì sông Thanh Minh, tức là sông Nậm Khê hay sông Nậm Ti, mà sông Quy Hóa thì là sông Hồng, ở đoạn chảy qua châu Quy Hóa. Trị sở của huyện Thủy Vĩ có lẽ là ở chỗ hợp lưu của sông Nậm Ti với sông Hồng, tức thị trấn Lao Cai ngày nay. Châu Quy Hóa là tương đương với tỉnh Yên Bái và tỉnh Lao Cai ngày nay. 16. Trấn Thái Nguyên gồm có huyện phú lương nhất thông chí mục thái nguyên chấp rằng huyện phú lương đời lý gọi là phủ phú lương thời thục minh làm huyện đời lê vẫn theo tên cũ huyện phú lương ở về phía bắc thị trấn thái nguyên phía đông nam huyện định hóa huyện tư nông Nhất thống chí Mục Thái Nguyên chấp rằng huyện Tư Nông đặt từ thời thuộc Minh về trước, nhà Lê vẫn theo tên cũ, năm Minh Mệnh thứ 16 thuộc phủ Phú Bình, Kiêm Lý, hiện nay là huyện Phú Bình ở về phía đông nam thị trấn Thái Nguyên. Huyện Vũ Lễ theo nhất thông chí và đồng khánh dư địa chí thì ở phía đông huyện vũ nhai có núi vũ lễ lại theo đồng khánh dư địa chí thì huyện vũ nhai có tổng vũ lễ tên núi và tên tổng ấy hẳn là di tích của huyện xưa huyện vũ lễ xưa có thể là huyện vũ nhai ngày nay huyện ấy ở miền đông tỉnh thái nguyên giáp với lạng sơn huyện động hỷ nhất thống chí mục thái nguyên chép rằng huyện đông hỷ đời lý thuộc châu thái nguyên thời thuộc minh gọi là huyện động hỷ huyện động hỷ ở miền đông nam tỉnh thái nguyên cũ phía tây nam huyện vũ nhai huyện vĩnh thông nhất thống chí mục thái nguyên chép rằng châu bạch thông đời trần về trước gọi là huyện vĩnh thông theo đông tây tứ chí của châu bạch thông đời nguyễn chép trong nhất thông chí thì châu ấy là tương đương với miền các huyện bạch thông chợ đồn chợ rã tỉnh bắc cạn huyện tiên hóa nhất thống chí mục thái nguyên chấp rằng định châu xưa là đất bộ vũ định thời thuộc minh gọi là huyện tiên hóa theo đông tây tư trí của định châu chấp trong nhất thống chí thì châu ấy là tương đương với huyện định hóa ngày nay huyện lộng thạch chưa rõ đích xác ở đâu ở phía tây nam tỉnh Thái Nguyên ở giữa huyện Định Hóa và huyện Đại Từ còn có huyện Văn Lãng nhất thống chí không nói rõ huyện Văn Lãng trước kia là gì chúng ta chưa quy được nó vào huyện nào của châu Thái Nguyên xưa phải chăng đó là huyện Lộng Thạch huyện Đại Từ nhất thống chí mục Thái Nguyên chấp rằng huyện Đại Từ có tên từ thời thuộc Minh về trước huyện Đại Từ ở miền tây nam tỉnh Thái Nguyên cũ huyện Yên Định có lẽ cũng ở trong địa phận huyện định hóa ngày nay như huyện tiên hóa chúng tôi đoán rằng huyện định hóa là gồm đất của huyện yên định và huyện tiên hóa xưa huyện cảm hóa nhất thông chí mục thái nguyên chép rằng huyện cảm hóa có tên từ đời trần về trước theo đông tây tứ chí chép trong sách ấy thì thấy rằng huyện ấy ở về phía bắc châu bạch thông tức là miền bắc tỉnh bắc cạn cũ Châu Thái Nguyên Nhất thống chí Mục Thái Nguyên chấp giảng huyện Thạch Lâm đời Lý là Châu Thái Nguyên Cuối đời Hồng Đức đổi làm Châu Thạch Lâm Hiện có huyện Thạch Lâm thuộc tỉnh Cao Bằng Đại thể thị trấn Thái Nguyên là tương đương với đất tỉnh Thái Nguyên tỉnh Bắc Cạn và nửa phía tây tỉnh Cao Bằng ngày nay Tác phẩm Đất nước Việt Nam qua các đời Thực hiện ban biên tập trong web việt sử.org năm 2022 Phần 10 còn tiếp nồi giống lạc hồ giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ nhịp trông hào hồ.